trăng lững lờ ôm đỉnh núi. Mẹ biết không mình con ở đây, mẹ ở phương nào chiều hôm qua. Sương trắng co mù chờ đông ba, mẹ có gánh hàng qua thương từ, mẹ có nghe tình còn thiết tha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trắng như ngày trời nhiều mây. Thương mẹ như người con thương quê. Mẹ biết không mình con ở đây. Mẹ ở phương nào chiều hôm nay? 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 Thank you.
Thank you.
lòng thương mẹ. Và hương linh của mẹ ơi, không cần là nơi cõi tàn, hoang mang giữa cõi phố thường nãy nhờ đến tác đường dẫn, dẫn đường cho mẹ đi. Và nơi đây mai đây mẹ nơi đó.
Thank you.
Linh hả cao hả phương hả minh hả trinh cao hả thôn hả ai gia hiệu Thank you.
Thank you.
Nội tô ngã
lễ công ngã chân lễ thị mi ngân ngã lễ công ngã rôn lễ thị mi ngương ngã lễ thị mi ngã lễ công cha lì lễ thị mi huyền lễ hoàng công thiên lễ hoàng công điều ngoài tô dương văn chốc dương thì mừng dương bên chân dương văn chốc dương thì liêng dương thì ngân dương thì mừng dương thì mừng dương thân sang dương thì hồng gấm dương thì lang chi dương kê bình dương thì ti na dương thì a li na lê lời lê lồng lê li na đà lê đê rê na đà nguyên phong nguyên sa thi nguyên phú nguyên quy nguyên đạt nguyên bi nguyên khen đình nguyên chế sinh nguyên trong nguyên nhật lân cao phương mất đất cao phương mất thao phan ngọc mình thư phan ngọc mình phương nội hôm tôn nguyên thị thân nguyên thế rình huynh thị kim trần thị thao chi diên nguyên y đình nội thế tôn hoàng văn lân phạm nghĩa chi chay đình quân trần thì xa trần làm ai là võ em mi li ngoài tế tôn nguyên việc dùng lễ che mà văn chân nguyên phi nội tầng tôn bên trẻ bên lê việc ăn du ri hoa bên nè lê chi tôn phật lê lê đi đền lê công vương kiệt lê thì họp mà lê công phạm ai vi phạm ba la lê na ngoài tận tu ngã dương ngã quần ăn ngã dương ngã phu thần dương đen lê kha li dương ngã cai lô nguyên thì xuân mai nguyên việc thăng dương nguyên khôi
đồng gia na ma nữ tứ ngã tô ngã tế nội ngoại tăng việc ngã na ma ấy ngoại ấy gia hiếu quyền đăng Bye.
ý là sự nghe năm hồi hộp một lần. Xin mẹ ăn hải chi, mẹ ăn chút hương lòng, để tưởng nhớ tới mẹ, tưởng nhớ tới mẹ nuôi, tưởng nhớ tới bà, và tưởng nhớ tới ông. Chúng ta đã bỏ bao nhiêu công sức, công việc làm về đây để chiêu tang cho mẹ, chiêu tang cho ông. Chúng ta hãy thương nhau và kính mến nhau, cho dù sau này chúng ta trở về căn nhà này cũng không còn hình bóng của mẹ Hiền nữa, không còn hình bóng của mẹ nữa, không còn hình bóng của cô nữa, và không còn cô lên những người thương phim sau đây. Chúng con khi lên máy bay, chúng con đã, chúng em đã nghĩ ra để tưởng niệm truy điệu cho o, cho mẹ mẹ anh, cho nồi mẹ cháu. Xin mẹ cháu, mẹ chị hãy bước lên đây để ôm lại những hình bóng của mẹ. Việc ăn ăn thịt gà đi, ăn miệng thịt gà đi. Con nghĩ đi. Ơi, con thèm được khóc, thèm được mẹ dỗ dành. Mẹ hãy cầm lấy cái roi thế mẹ. Mai giờ nhận tìm mẹ nơi đâu? Mẹ ơi, chúng con xin quỳ lại mẹ, cùng với dòng cầu nguyện của cha Thiên Chúa, mong hương hồn mẹ nơi chúng bồng lai tiên cảnh được nhẹ nhàng và an lạc. Mẹ ơi, từ nay bình biệt rồi, cành viên gạt đổ nhà con ơi, hãy nhẹ nhàng thế hệ nốt nhạc buồn đưa tiền mẹ tôi đi đời. Nơi xa ấy mong mẹ hiền thứ đồi, con khờ dài vẫn chưa lỡ mẹ ơi. Thank you.
cha bà con bà thánh thần Amen. Chúng con lại ơn đức Chúa thánh thần thiêng liêng cát lãng vô cùng. Con xin được thánh thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy đức Chúa Trời và đốt lửa bình minh đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin đức Chúa Trời cho đức Chúa thánh thần xuống mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng đức Chúa Trời xưa đã cho đức Chúa thánh thần xuống soi lòng đầy đủ cả thánh tôn đồ ni lại chúng con. Xin đức Chúa Trời cho đức Chúa thánh thần lại xuống an ủi đầy đủ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lời Chúa con dốc mình xuống trước mặt Chúa, con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi thông biết mọi sự, hằng xem thấy con đang nghe lời con cầu nguyện xin Chúa nâng niềm từ hãy quay xem sự nghèo nặng con và nhận lời con nguyện lại Chúa, xin hãy mở miệng lời con ra thì con sẽ cao đao những lời người khen Chúa. Lời Chúa chúng con thì dấu thánh danh Chúa chúng con cho gọi trẻ tôi như cha và con có thành thần Amen. Lời Chúa con tin được có một đức Chúa Trời là đấng thương và vô cùng, con lại tin thật đức Chúa Trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai đã xuống thế gian người siêu nam siêu tiên mà Chúa tôi cho tiên cả bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy thì con tin mừng vang vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã ban truyền cho hội thánh Amen. Lời Chúa con công cậy vững vàng vì công nghiệp đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con nhiều đạo để cho ngày sau được đến thiên đàng xem ngày mặt đất Chúa Trời hưởng phương trời đời. Sinh đang chờ đón mẹ như là một người chiến thắng trở về sau hành trình dài 91 năm trên dương thế. Chúng ta cùng với mẹ Anna để tạ ơn Chúa về hồng ân làm người và làm con Chúa và biết bao nhiêu hồng ân khác mà Chúa đã thương ban cho mẹ từ lúc chào đời cho đến lúc phục núi và đặc biệt là cả chết lòng thánh trong sự tín thác vào Thiên Chúa đứng mà mẹ tôn thờ. Có thần lễ hôm nay chúng ta nguyện phó dâng mẹ Anna của chúng ta cho lòng thương xót của Chúa để nhớ hy tế thập giá mà chúng ta sắp dâng trên bàn thờ
tại rửa mọi lầm lỗi mà mẹ em đã đặt trong phòng để yếu đuối và sớm nhận đưa mẹ về hướng vinh phục thiên đàng. Anh chị em thân mến, là phần người yếu đuối, mỗi lần chúng ta nhìn vào tâm hồn của mình, chắc chắn rằng chúng ta cũng thấy chúng ta còn những yếu đuối của lúc đó. Vì thế, trước khi được vào thánh lễ an táng, chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Nhưng có niềm vui tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện truy cùng Chúa hiện nay và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Sẽ sống muôn đời, họ sẽ được hưởng Chúa thân thường và được hưởng tuổi cao, hành quan tâm sân sắc. Quả vậy, họ sẽ là những kiều thiên vân quan, dành cho bất vương giả và ngọc nghiệp rực rỡ chói người từ bàn tay Đức Chúa, vì họ sẽ được tác của người phò hộ và cánh tay người như thiên phòng trở che. Đó là lời Chúa. Thương hồn tôi, Chúa
Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chữ tôi và hãy để mắt nhìn tôi. Những người ăn ở theo như một mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chân như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại. Có nhiều người sống thù nghịch với Phật giả Đức Kitô, chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bùn, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hà của chúng ta nên giống như thân xác hiện vinh của người, nhờ quyền lực mà người vẫn có để bắt muôn vật suy phục người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm an lạc và điều thiên của tôi. Nhân sinh từ cổ thì vô từ, lưu thụ đăng tâm chịu hạng thân. Ngày hằng xưa người thế ác cũng chết, chết để lòng sau là sự sanh. Cùng họ cũng phải đối diện với cả chết và ra đi với hai bàn tay trắng. Còn đối với người Kitô hữu chúng ta, những người có niềm tin, chỉ không phải là hết nhưng là một sự khởi đầu cho một cuộc sống mới vận hành. Ông John Winton đã có cái nhìn rất lạc quan về sự chết khi ông viết: sự chết là một chìa khóa bằng vàng để mở được cánh cửa của lâu đài vĩnh hữu. Thánh Phaolô cũng đã nói: chết là giải thoát, là một mối lợi cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Thánh Francisco Assisi cũng có một cái nhìn rất lạc quan về sự chết khi ngài nói trong Kinh Hòa Bình: chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đời sống là cây cầu, hãy đi qua chứ đừng dừng lại trên đó. Là mục đích đức thực sự của đời sống. Từ vài năm qua, con đã quen với người bạn tuyệt vời đó. Hình ảnh người bạn đó không còn làm con sợ hãi như thế mà sống muôn đời. Nhưng bạn hãy sống như thế là ngày mai là ngày cuối cùng cuộc đời của bạn. Người ra đi một cách lần thẩn được nhiều người thương mến, đó cả là một hồng và giữ vững niềm tin của mình cho đến giây phút cuối đời. Thưa anh chị em, thưa bà con thân quyến, con cháu, vì được Chúa đưa về với Ngài sau một hành trình dài trên dương thế với thân phận lữ khách, con chim ở đầu cành tre, con cá ở trò trong khe nước nguồn, tôi nay ở trò trần gian trăm năm về chỗ xa xăm của trời. Ta tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời chúng ta cũng nguyện phó dâng mẹ Anna thân yêu của chúng ta cho lòng thương xót của Ngài, để nhờ hy tế thập giá của Chúa Giêsu mà chúng ta sắp dâng trên bàn thờ đây, ban tặng cho những ai biết tin tưởng và cậy trông. Amen. Cùng đoàn đứng chúng ta cùng chung lời cầu nguyện. Chúa Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nên chúng ta, và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới với niềm tin tưởng hy vọng vào người chúng ta. Là những người đã tin và rửa mình màu thánh Chúa, là của nuôi của linh hồn. Xin cho linh hồn Anna được hưởng phúc trường sanh muôn đời nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa. Chúa ơi, xin nghe lời chúng con. Xin cho chúng con được sức mạnh niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, để cuộc đời của chúng con sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu. Amen. Chúa, trong đời con đã dâng cho Ngài con thương làm hy tế để trọn niềm Chúa muôn đời, nơi Ngài con đã hy vọng.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lễ lễ với Thầy Cha để ta cùng công vinh danh Chúa và muốn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này. Thần khoáng này xin lòng nhẫn từ Chúa cho tôi tha Chúa là mẹ ăn na để kẻ đã không hoài nghĩ con Chúa là đứng cứu độ vào lòng nhẫn ai sẽ nhận ra người là vì thông thoáng đầy lòng thương xót. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Thầy tạ ơn Chúa là tiếng Chúa chúng ta, thật là chiến thắng. Thầy Chúa là Chúa chi thắng là tiếng Chúa toàn năng thắng thương. Người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiêu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc đường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống hay ở thần và tổng lập thiên thần gặp vì thần và quán thần cùng toàn thể đa vinh thiên quốc. Chúng con không ngừng ngạc bài ca chúc tôn vinh quang Chúa rằng. Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Quang xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên lúc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đốt vì các con. Và các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là phần trên máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đưa qua tôi. Các con chúng con làm tùy đồng Chúa chiều trên hội thân Chúa la đồng khắp hoàng cầu để kiên toàn hội thân trong đất mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tôi tớ Chúa là Mê An Na mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã nghĩ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng thôn nhang Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương sâu tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hợp sự sống đời đời. Thank you.
nhiệm vụ chung các thi hài này theo truyền thống công giáo. Chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trong thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài tôi tới Chúa là về ăn na, mà chúng ta đang chung các vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tới Chúa được sum họp cùng các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mọi lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tới Chúa là vì ăn na được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa là Cha. Thank you.
Ban trị sự phường Tây Hải, kính thưa tất cả quý liệt vị có mặt trong buổi hôm nay, chỉ còn ít giây phút nữa thôi, mẹ bà của chúng con đã ra đi mãi mãi. Hôm nay quý vị đã đến đây để đưa tiễn lần cuối hương linh của bà mẹ của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin quý liệt vị nặng lại trong nơi phủ để cho gia đình chúng con có đôi lời cảm tạ. Kính thưa cha quản sứ, quý vị ban hội đồng giáo sĩ Lân Thủy thuộc Tổng giáo phường Huế, kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ban trị sự phường Tây Hải, kính thưa niệm Phật đường Tây Hải, họ Lê Tục, làng Thành Công, chi Lê Công, kính thưa ban ngàn đoàn thể, kính thưa quý bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa. Trước lúc tiễn mẹ con về với Chúa, cho phép con thay mặt tán quyến đôi lời thương tiếc và tri ân đến quý vị. Kính thưa quý vị, khi đương sống, mẹ con là người trang hòa gần gũi với xóm làng, nghĩa tình sau trước. Tiếc thương thay, tuân theo luật của tạo hóa, đến lúc này mẹ con phải từ biệt để ra đi. Mẹ kính yêu, ân nghĩa nặng quần vai chúng con chưa đến đền đáp. Một tấm thân gầy nuôi 10 đầu con dại, để rồi khi đủ khôn lớn vì cuộc sống mưu sinh, anh em chúng con đã lần lượt rời xa mẹ. Cứ mỗi người đi là những đêm dài mẹ không ngủ, bởi lo cho con trên biển cả lân đân. Mẹ ơi, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết cung lao sinh thành. Giờ đây anh em con đã đầu đã diễn đạt, muốn bù đắp những năm tháng mẹ lo toan cơm áo gạo tiền thì mẹ cũng chẳng còn đâu. Còn mẹ còn lối về, nay không còn mẹ lối về buồn thương. Nhưng thôi, thế gian ai cũng phải từng chuyến đò sinh tử một lần phải sang. Yên nghỉ mẹ nhé, cầu Chúa che chở mẹ của chúng con trên đường về. Kính thưa quý vị, trong một thời gian qua mẹ con đã lâm bệnh do tuổi già sức yếu, đã được y bác sĩ tận tình cứu chữa. Gia đình đã hết lòng phụng sự cho mẹ, nhưng mẹ đã đến lúc chúng con được Chúa gọi về nên mẹ phải ra đi. Thưa quý vị, cuộc chia ly nào cũng bùi ngùi luyến tiếc. Vì vậy, trong thời gian qua được sự động viên, thăm hỏi, giúp đỡ, đã cho gia đình chúng con vơi đi phần nào sự lo âu buồn bã. Nghĩa cứ này là trời là biển, xin cho gia đình con tạc giả ghi ân. Và hôm nay quý vị đã bỏ một chút thời gian quý báu để tiễn đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con cầu Đức Chúa dâng rộng vòng tay che chở độ trì, ban cho gia đình quý vị luôn an lành hạnh phúc. Kính thưa cha quản sứ Lân Thủy, kính thưa ban trị sự phường Tây Hải, thưa quý vị, sự quan tâm giúp đỡ cầu nguyện ân đức của ngài, ân nghĩa của phương, tình quê hương và bà con thân hữu là bao la
vô bờ, vô bến. Tuy nhiên, do sự ra đi của người thân trong gia đình bùi ngùi thương tiếc, nên trong quá trình tang lễ, dù cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sự thiếu sót. Mong quý vị mở lượng hải hà vị tha cho gia đình chúng con. Và giờ đây, cho gia đình chúng con dập đầu ba lại để đền đáp công ơn hy sinh lớn lao của quý vị. Chúng con xin thành thật cảm tạ. Con hời, con ngủ cho ngoan.
ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió yêu yêu mẹ tôi đâu rồi. Mãi chẳng hàng cây ngơ ngác buồn thiêu, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm từng thương. À ha ơi tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mãi chẳng im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thiêu, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru, đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thản
quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Hân hoan như trong một giấc mơ,
thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phú. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phú. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng, đi khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca. Thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phú. Lòng người mong ước ngày sau.
tưởng niệm trước mộ. Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đến cha. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Amen.
đoàn ra. Đêm về lạnh lùng buồn thiếu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói em, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ tuổi còn xanh khăn tang, còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con, trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu trầm trước mộng, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con ta phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.
Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Về với Ngài thôi, với Ngài thôi, con về với Ngài mà thôi. Chúa thương con nên Ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên...